xin tôi xin giới thiệu tôi là Trần Văn Anh, học khóa 2K21 chuyên trẻ cơ bản. Trước tôi đi học tôi bị suy thận độ 3, là cái creatinine tầm từ lúc 309 308 400 đấy. Tôi không nhớ rõ nhưng mà về đây suy thận là bác sĩ là bảo phải đặt cầu để nọc thận, nhưng mà trong quá trình tôi đi học chạy thực hiện những cái biện pháp chạy dẫn trên clip YouTube ấy, thì khi thầy chữa xong chữ của cái bộ đấy của thầy được khoảng nửa tháng thì là nó ổn định. Xong bây giờ cứ theo cái pháp mà tôi nghĩ là cái tuyến cái này nó gọi là tuyến gì, tuyến bằng quang. Đây là thận, mai là hai quả thận, còn trên đây là cái đường niệu quản. Đây cái đường niệu quản. Đây là bằng quang, cầm là bằng quang. Cầm bằng quang. Đấy, cái này là cái tuyến gì của thận? Hai bên này là thận, đây thượng thận là số 17 là thượng thận. Thượng thận 27. Còn đây là phía 300 này là sau thận. Thận phía sau, đúng rồi. Phía sau của cái thận. Đấy thì cái làm luôn cái bộ đấy không, còn là cái lược tiên. Dùng cái lược tiên. Cái lược tiên là một cái chải ở bên này. Chải bên này. Mỗi bên khoảng 30 cái đúng không? Mỗi bên khoảng 30 lượt. Xong cào vào đây này. Cào đây nó vừa cái thận này, cái này là trước thận mà. Số cái 17 là trước thận này. Thượng thận, 17 là thượng thận. Mình cứ cào bên này. Cào hai bên này. Cào lên nó đau đấy nhá, chứ không phải là nhẹ nó đau ấy. Đau mới có ra nó hiệu quả. Ở trên trán này, trán này mình cứ lấy cái răng của lược mình cưa đi cưa lại này, cưa lâu đi, cưa chậm thôi, nhưng khi lúc chỗ nó đau, chỗ nó đau, chỗ nó không đau, chỗ nó tức, chỗ nó như gai chân, cứ làm gì, thế dần dần là nó rời hết ổn định. Bây giờ thấy hết tuyệt vời. Tức là đang đêm một ngày mấy lần, sáng một lần, tối một lần, trải như thế. Thế bây giờ trước kia cứ ngày đi đêm đi đá ăn, bây giờ cứ làm như thế thì ngủ mạch đi sạch, thế là mình nghĩ là nó ổn. Huyết áp của em thế nào? Huyết áp trước khi mà bác sĩ chẩn đoán là suy thận thì huyết áp là bao nhiêu và bây giờ là bao nhiêu? Huyết áp trước kia là nó tầm là 450. 140. 140 trên 90. Bây giờ nó chỉ còn 130. 80, 85. Tức là huyết áp cũng là đều, nếu mình làm mà chảy đều đều thì huyết áp cứ đều như thế. Bởi vì nhà có cái máy huyết áp riêng mà. Nên là cứ thỉnh thoảng lại đo thì huyết áp nó cứ đều như thế thì không bỏ ngày nào cũng tập. Hình như là cái da của Tuấn Anh cũng sáng ra rất nhiều đúng không? Cái da mặt đấy. Đúng rồi. Tại vì trước chị nhớ da là em đen hơn, mặt là tối. Bây giờ da trắng ra, nó sáng ra.